Bưởi diễn là loại cây đặc sản ở Hà Nội. Giao chính vụ, hình ảnh dễ nhận thấy ở nơi đây là trái sai trĩu quả, vàng ống, rà sát xuống mặt đất. Vì có màu vàng rượm bắt mắt tượng trưng cho tài lộc nên được nhiều người ưa chuộng. Thời điểm này, người dân đang bắt đầu thu hoạch, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Dương bưởi này có số lượng cây nhiều nhất ở phường Phú Diễn, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hơn 2.000 gốc bưởi diễn của gia đình anh Nguyễn Gia Dũng có thể thu hoạch đến 20 dạng trái. Năm nay bưởi nhà anh sai quả và mẫu mã đẹp, giá cũng cao hơn so với mọi năm. Cách đó không xa, vườn nhà anh Vương Trọng Phúc có hơn 200 gốc bưởi cũng đến vụ thu hoạch. Hiện tại hơn một nửa số bưởi của nhà anh được khách đặt mua. Trái có mẫu mã đẹp, bán với giá từ 50.000 đến 80.000 đồng. Loại trái chất lượng thấp hơn, cũng khoảng 30.000 đồng. Các gốc bưởi có tuổi thọ khoảng 20 năm đều cho ra những trái màu vàng kim và sáng bóng, mọng nước. Năm nay, phần lớn các hộ dân trồng bưởi trên địa bàn đều được mùa, chỉ số ít bị ảnh hưởng do thời tiết.